Hôm nay tôi giới thiệu các bạn là sử dụng phần mềm online tên phần mềm là hình thức trắc nghiệm.vn Phần mềm này hỗ trợ học viên học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm Học viên ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức có nhu cầu kết nối Zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình 0912 595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn đăng nhập phần mềm. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học trên phần mềm thông qua học câu hỏi trắc nghiệm cho tài liệu thông tư 08, văn bản hợp nhất của Bộ Nội vụ ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2022 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố à, dành cho học viên ôn tập dự tuyển à, công chức cấp xã à, có yêu cầu học cái tài liệu này phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm cho những tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm để học câu hỏi thông qua cái tài liệu này các tài liệu khác thì hoàn toàn tương tự chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại tốt nhất là trên máy tính chúng ta gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm vn sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này Môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức là mục số 1, mục số 2 là dành cho nâng ngạch công chức. Môn kiến thức chung mục số 3 là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã vân vân. Đối với viên chức thì chúng ta di chuyển con trỏ ở trong phía dưới. À, đối với hôm nay à, chúng ta được cấp ký danh mật khẩu ở mục số 3 chẳng hạn là môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã. Thì nếu chúng ta kích chuột nhầm sang mục khác thì chúng ta không đăng nhập được. <laughs> à, được cấp ký danh mật khẩu ở mục nào là chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi. À, chúng ta phải để đúng con trỏ nằm tại vị trí à, cái mục mà chúng ta được cấp ký danh mật khẩu. Ví dụ như mục số 3. À, môn kỹ thức chung, ôn tập dự tuyển, công chức, cấp xã, nhấn nút trái chuột liên tiếp hai lần vào mục số 3 này. Sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu. Chúng ta phải bảo mật cái mật khẩu của mình, à, người khác biết được chiếm quyền đăng nhập phần mềm các bạn mất quyền đăng nhập phần mềm vì thế các bạn phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, chúng ta chọn login à, để đăng nhập vào phần mềm thế thì à, vào phần mềm thì chúng ta à, có thể thực hiện học câu hỏi trách nhiệm và tải cái file lý thuyết nếu như à, các bạn à, tải trên Google À, cũng được cái file à, tài liệu lý thuyết còn câu hỏi trắc nghiệm à, các bạn học trên phần mềm. Thế thì trên phần mềm mà có cái file tài liệu rồi thì chúng ta chỉ việc tải về máy tính thôi. À, nó lưu tại thư mục ngầm định à, của à, hệ điều hành Windows. Thí dụ như à, hợp văn bản hợp nhất số 08 đây, các bạn thấy ngay trên đầu này luôn. Ngày 27 tháng 10 năm 2022 về thông tư hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố. Chúng ta kích chuột vào cái mục số hai lớn này. Thì sau đó phần mềm tải cái file này về máy tính, chúng ta mở 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 cái file này lên. Thì chúng ta được cái file văn bản đây. Văn bản hợp nhất số 08 đây, ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2022 đây. Thì các bạn để ý À, như vậy là chúng ta mở file lên thì nó chia khuất mất màn hình rồi Chúng ta chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ Nhấn nút trái chuột thì nó thu nhỏ lại à, Đối với hệ điều hành Windows Thì cái nốt dấu trừ của cây sổ Nó nằm về góc tay phải trên cùng màn hình các bạn Đối với Macbook nằm bên tay trái à, Dấu chéo chúng ta chỉ chuột vào dấu chéo là tắt cửa sổ À, như vậy chúng ta chỉ chuột vào dấu mũi dấu trừ đây này nhấn nó trái chuột thì nó thu nhỏ chúng ta lại chỉ chuột vào cái biểu tượng thu nhỏ nhấn nó trái chuột nó lại mở lên đó là cái phương pháp là mở nhiều cửa sổ để chúng ta học chỉ vào dấu trừ nó thu nhỏ kể cả trước à, cái màn hình à, đang học ở đây à, phần mềm đây các bạn chỉ vào dấu trừ nhấn nó trái chuột rồi dấu trừ thì nó cũng thu nhỏ thì các bạn à, chỉ chuột vào à, uh, biểu tượng thu nhỏ nhấn nút trái chuột một lần thì nó lại mở lên Đó, cái phương pháp là uh, vừa, vừa mở nhiều cơ sổ để chúng ta học tài liệu thì như vậy chúng ta đã tải xong và cái việc tải file này chỉ thực hiện một lần thôi thì mỗi một lần học thì các bạn mở cái file này lên thì sau chúng ta chỉ chuột dấu trừ thu nhỏ lại sau chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm uh, cho cái tài liệu chúng ta cần đây là một danh mục khá đầy đủ trong phần mềm của thầy Quang đây. Khá đầy đủ. Nó có thể hàng trăm danh mục. Chúng ta chỉ cần chọn những cái tài liệu mà chúng ta cần để chúng ta học thôi. Cũng giống như vào cửa hàng ăn buffet. Các bạn có thể chọn những món mình cần, ưa thích để ăn thôi. Đó, như di chuyển. ví dụ như 102 và 103. Câu hỏi cho thông tư 08 đây. Các bạn nhấn nút trái chuột liên tiếp vào cái tài liệu này có chữ câu hỏi nhấn nút trái liên tiếp hai lần thì sau đó các bạn thấy di chuyển con trỏ xuống phía dưới di chuyển xuống phía dưới chúng ta thấy thực hiện đề thi hay là bắt đầu làm bài nhấn nút trái chuột vào thực hiện đề thi và thấy xuất hiện chữ start chỉ mũi tên chuột vào chữ start nhấn nút trái một lần đó. thì sau đó nó sẽ xuất hiện câu hỏi bắt đầu học bài thì nếu thi thử thì các bạn được chọn một trong bốn phương án <laughs> phương án nào đúng hơn cả các bạn chọn ví dụ a a b c d c đúng d đúng nhưng mà d đúng hơn a, hơn c thì các bạn chọn d có trường hợp như vậy thì các bạn đọc kỹ đề bài à, để quá trình thi thử à, còn muốn đọc bài sớm thì các bạn thấy finish là hoàn thành tiếng Anh finish có nghĩa là hoàn thành để các bạn kích chuột vào finish để nộp bài sớm. Bây giờ đang học thì chúng ta chưa cần làm bài, chúng ta đưa con trỏ vào mũi tên vào mũi tên con trỏ vào chữ finish ở góc tay trái màn hình các bạn này đây là đồng hồ đang trừ lùi, nhấn nút trái chuột vào finish di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn tìm thấy cái chữ nộp bài và kết thúc nhấn nút trái chuột một lần vào chữ nộp bài và kết thúc sau nhấn nút chai chuột và chữ nộp bài và kết thúc, đấy thì các bạn sẽ thấy phần mềm hướng dẫn ở trên nền vàng vì sao đúng, à, vì nó đúng như trong tài liệu vì sao sai thì nó 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 có nội dung ở phương án đó nó không đúng như trong tài liệu hoặc cái nội dung trong phương án đó nó không có trong tài liệu thì gọi là phương án sai, đấy, đúng sai là chúng ta thấy căn cứ tài liệu Thí dụ chúng ta đọc này, nội dung nó phơi bày lên trên màn hình hết à, chúng ta không phải học thuộc đâu à, chúng ta có phương pháp làm bài có phương pháp tư duy hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên kỳ thi mà phải phân loại được phải làm được câu hỏi mang tính chất phân loại học viên và chúng ta học để có kiến thức vượt qua kỳ thi và chúng ta có kiến thức để khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn Đấy, các bạn chú ý như vậy phải nỗ lực cố gắng thôi vòng một là thi môn kiến thức chung, 60 câu 60 phút, một phút một câu. Các bạn phải làm được ít nhất 15 câu trở lên thi thực hành trên máy tính, máy chấm điểm luôn. Đấy cho nên các bạn phải chú ý là các bạn phải luyện ở trên phần mềm để cho rèn uh, luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính, rèn luyện tư duy các dạng câu hỏi. Trong quá trình học chúng ta tránh chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm thì học đến bao giờ cho hết được? học phải có cơ sở phải có tư duy để có phương pháp làm bài thì chúng ta ra đề kiểu gì kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta hiểu được nội dung có phương pháp làm bài ra đề kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được đó là phương pháp học tốt nhất bây giờ học tốt nhất trên phần mềm là căn cứ vào câu hỏi trách nghiệm là tình huống đặt ra để giải quyết tình huống này căn cứ vào đâu để chúng ta học lý thuyết luôn để tiết kiệm được thời gian học đó à, ví dụ theo thông tư 08 này đây là giả thiết chung này thôn được tổ chức ở đơn vị hành chính dưới đơn vị hành chính nào chúng ta để ý thôn được tổ chức ở dưới đơn vị hành chính nào phương án a là cả ba phương án thì chúng ta từ từ tính đến phương án b là thị trấn phương án c là xã phương án d là phường thì các bạn để ý cái chữ uh, chữ thôn đó thôn ở đây thôn là được là tổ chức ở dưới đơn vị hành chính nào đáp án đúng là xã thì như vậy là là ở đây chúng ta chú ý là chữ xã phân biệt chữ xã và cấp xã cấp xã có nghĩa là gồm có thị trấn là một xã là hai phường là ba thì theo luật tổ chức chính quyền địa phương thị trấn xã và phường gọi chung là đơn vị hành chính cấp xã Đó, các bạn chú ý chữ xã đây là chỉ đúng đối với đơn vị hành chính xã đó các bạn để ý là chữ xã đúng với đơn vị hành chính xã không đúng với đơn vị phường và không đúng với đơn vị thị trấn căn cứ vào đâu căn cứ vào điều 2 thì chúng ta lại kích chuột vào file để giải quyết câu hỏi này bạn phải căn cứ vào điều 2 chúng ta lại nhấn nút trái chuột vào file thì nó mở lên thì các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới thì các bạn đọc là điều 2 là điều 2 đây tổ dân phố thôn à, thôn tổ dân phố thì khoản 1 thôn làng ấp bản buôn buôn phun sóc vân vân gọi chung là thôn đó thì chúng ta để ý cái từ dùng chung đây là thôn thì có nơi thì dùng làng có nơi thì dùng ấp dùng bán dùng buôn dùng buôn dùng phun À, dùng sóc thì đều có chung là thôn thì cái thôn này được tổ chức ở xã đó cái từ thôn là được tổ chức ở xã và dưới xã là thôn đó như vậy là đơn vị hành chính xã dưới xã là thôn à, chỉ không có cấp trung gian nào cả nó chỉ có một cấp thôi đó là thôn còn hai tổ dân phố hay là khu phố hay là khối phố, hay là khóm, hay là tiểu khu, thì đều gọi chung là tổ dân phố. Đấy, cái định nghĩa rất rõ ràng. thì có thể gọi khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu vân vân, thì đều gọi chung là tổ dân phố. Tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn, Đó, thì phường, thị trấn à, dưới phường, thị trấn là tổ dân phố như vậy chỉ có một một cấp thôi à, dưới phường dưới, hoặc là dưới thị trấn thì được gọi là tổ dân phố không có cấp trung gian nữa không có cấp trung gian nào khác khoản ba tổ dân phố thôn không phải là một cấp hành chính à, chúng ta để ý nó không phải là một cấp hành chính chỉ có xã huyện phường thị trấn quận vân vân À, thì nó là cấp hành chính, đó. cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vân đó là cấp hành chính. còn thôn tổ dân phố chú ý không phải là phải chú ý chứ không phải là một cấp hành chính mà nó là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã một phường một thị trấn, xã phường thị trấn thì được gọi là cấp xã, đấy trong văn bản cũng định nghĩa luôn cấp xã thì gồm có xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Đó, thì các bạn chú ý là đặc điểm của thôn phố phải là không phải là tổ chức hành chính. Mà nó làm tổ chức từ, từ quản Các bạn chú ý cái khoản 3 này Như vậy căn cứ điều 2 Chúng ta đã nắm được lý thuyết điều 2 Thì chúng ta giải quyết câu hỏi này Thì thôn được tổ chức Ở dưới đơn vị hành chính nào Thì nữa là đơn vị hành chính xã đó, Vì sao đáp án B thì chắn lại không đúng đó, Vì à, nó không có trong tài liệu à, thôn không có trong tài liệu về thị trấn, à, không phải thôn là dưới à, phường, không phải, có ít nhất một phương án sai thì các bạn loại trừ được cả ba phương án. đó, cho nên là khi chúng ta thấy thị trấn, thì thôn à, không phải là tổ chức ở, ở dưới thị trấn, cho nên chúng ta loại trừ cả ba phương án. À, cái loại câu như vậy là à, nếu phương án B, C, D đều đúng thì lúc đấy mới chọn cả ba phương án có, ít nhất một phương án sai thì các bạn loại trừ cả ba phương án Đó, phương pháp làm cái loại câu hỏi có cả ba phương án hay tất cả các phương án à, tương tự như vậy à, câu 2 thì các bạn thấy đọc kỹ phương án này phó trưởng thôn phó tổ trưởng dân phố do trưởng thôn tổ trưởng dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với ai đó, như vậy là à, có cái thêm là phó trưởng thôn rồi phó tổ trưởng dân phố thì do tổ trưởng trưởng thôn chọn sau khi thống nhất với ai à, phải thống nhất phương án a là thống nhất với trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ dân phố phương án b là thống nhất với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã à, chủ tịch bí thư đảng ủy cấp xã chủ tịch mặt trận tổ quốc cấp xã như vậy phương án B có 3 giá trị Phương án C là cả 3 phương án Phương án D Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã à, Bí thư đảng ủy cấp xã Thì để giải quyết câu hỏi này <laughs> Các bạn căn cứ vào điều 4 mà đáp án đúng đây là Trưởng ban công tác mặt trận Thôn tổ dân phố à, Như vậy căn cứ vào à, điều 4 Các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến điều 4 tổ chức của thôn tổ dân phố Đó, thì khoảng 1 mỗi thôn có trưởng thôn mỗi tổ dân phố à, có tổ trưởng dân phố à, trường hợp cần thiết à, trường hợp cần thiết thì có thêm một phó trưởng thôn à, đối với thôn có một phó tổ trưởng dân phố đối với tổ dân phố đó, như vậy chúng ta chú ý có một trong trường hợp cần thiết thì có thêm một phó trưởng thôn đối với thôn à, có thêm một phó tổ trưởng dân phố à, nếu là tổ dân phố Đấy, các bạn chú ý thế còn một khoản hai phó trưởng thôn đối với thôn phó tổ trưởng dân phố đối với đối với phố do trưởng thôn trưởng tổ tổ trưởng dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ dân phố đó, các bạn thấy vì sao nó đúng vì nó đúng như trong tài liệu ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận à, phó trưởng thôn hay là à, phó tổ trưởng dân phố như vậy là ủy ban nhân dân cấp xã quyết định à, để chúng ta để ý là cơ quan nào quyết định thì đây là ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đó à, chúng ta chú ý các cái giá trị như vậy để làm cơ hội trắc nghiệm chỉ với dấu trừ nhân nút trái chuột cho tôi nhỏ lại như vậy căn cứ điều 4 thì phó trưởng thôn à, đối với thôn đối với phố là phố tổ trưởng phó tổ trưởng dân phố do trưởng thôn hay là tổ trưởng dân phố lựa chọn sau khi thống nhất với trưởng ban công tác mặt trận thôn tổ dân phố đó à, thì các bạn để ý nhân, À, là căn cứ về thống nhất với trưởng ban công tác mặt trận thôn phố thì sau đó là được ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận à. thì chúng ta để ý căn cứ điều 4 thì các phương án khác này, nó không có trong tài liệu thì gọi là phương án sai thì có ít nhất một phương án sai thì các bạn loại trừ được cả ba phương án ở à, ra đó, thì câu 2 phương pháp làm bài là như vậy câu 3 là theo thông tư 08, cơ quan nào quyết định công nhận phó trưởng thôn đối với thôn, à phó tổ trưởng dân phố đối với phố. Thì căn cứ điều 4 thì thiếu tài liệu điều 4 là ủy ban nhân dân cấp xã. Cho nên phương án A đẳng với cấp xã bị loại trừ, phương án B ủy ban nhân dân cấp xã thì đúng như trong tài liệu. Phương án C ủy ban nhân dân cấp huyện là không đúng như trong tài liệu là bị loại trừ khi đó chúng ta loại trừ luôn cả ba phương án Đã, vì chẳng hạn như có ủy ban nhân cấp huyện là không đúng như trong tài liệu là phương án sai rồi thì chúng ta loại trừ được cả ba phương án đối với câu ba phương pháp làm là như vậy <laughs> bây giờ bây giờ sang câu 5. À, theo thông tư 08 hội nghị thôn tổ dân phố được tổ chức mỗi năm bao nhiêu lần phương án a một năm một lần À, khi cần có thể họp bất thường phương án b một năm hai lần khi cần có thể họp bất thường phương án c một năm hai lần phương án d năm một lần thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này căn cứ vào điều 6 chúng ta kích chuột vào file nhấn nút trái chuột à, chúng ta nhấn nhấn nút nhấn, nhấn nút trái chuột vào file chúng ta tìm đến điều 6 chúng ta phải tìm đến thì nó mới hấp dẫn và sau đó nó mới hẳn vào vốn áo để chúng ta học điều sáu là hội nghị của thôn tổ dân phố Còn một hội nghị thôn tổ dân phố được tổ chức mỗi năm hai lần vào thời gian giữa năm và cuối năm đó thời gian giữa năm và cuối năm khi cần có thể họp bất thường đó, các bạn chú ý khi cần có thể họp bất thường thành phần hội nghị là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tổ dân phố hội nghị do trưởng thôn tổ trưởng dân phố triệu tập và chủ trì Đó, người chủ trì là, là trưởng thôn trưởng phố Đó, à, do trưởng thôn trưởng phố triệu tập hội nghị được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình à, cử tri đại diện hộ gia đình à, trong thôn tổ dân phố tham dự là chúng ta để ý cái từ trên 50 phần trăm trên 50 phần trăm số cử tri số cử tri thì nó nhiều hơn nhưng mà cử tri đại diện hội gia đình thì nó sẽ ít ít đi đó thì các bạn chú ý thì như vậy căn cứ khoản 1 thì ở đây là tổ chức mỗi năm hai lần à, và nếu cần thì họp bất thường cho nên chúng ta thấy phương án A một năm một lần khi cần họp bất thường là không đúng như trong tài liệu. Phương án B năm hai lần khi cần họp bất thường là đúng như trong tài liệu. Cho nên đây là phương án trả lời cho câu hỏi này. Phương án C một năm hai lần à, thì nó thiếu đi cái giá trị là khi cần à, có thể họp bất thường thì một năm hoặc hai lần cũng đúng. thì nó nằm trong phương án B. Phương án C cũng đúng. Phương án B cũng đúng nhưng B đúng hơn C, cho nên chúng ta phải chọn B. Phương án D một năm một lần là không đúng như tài liệu rồi, cho nên chúng ta chọn đa, án đúng là năm hai lần khi cần hoặc bất thường là phương án B và đáp đoan đoan đúng trên nền vàng đây, một năm hoặc hai lần khi cần có thể học bất thường. đó Các bạn chú ý phương pháp câu hỏi là mỗi một loại câu nó có cái khác nhau một chút. Câu số 7. Hội nghị thôn, tổ dân phố do ai triệu tập và chủ trì? Đó, thì chúng ta để ý phương án A là cả 3 phương án này. Phương án B là do Bí thư chi bộ thôn phố. Phương án C, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố. Phương án C, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố. Thì ở đây là hội nghị thôn, à, tổ dân phố do ai triệu tập và chủ trì. Thì căn cứ điều 6 đó là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố triệu à, tập và chủ trì thì như vậy ở đây phương án B bí thư chi bộ thôn phố tổ dân phố là bị là không có trong tài liệu cho nên bị loại trừ suy ra cả ba phương án bị loại trừ phương án B là trưởng ban công tác mặt trận à, thôn tổ dân phố là không không có trong tài liệu cho nên nó là phương án sai bị loại trừ mà trưởng thôn đối với thôn tổ trưởng dân phố đối với phố thì phương án D là phương án trả lời cho câu hỏi này Hãy chúng ta chọn phương án D đây À, các bạn thấy tuyệt vời không nè cứ bình tĩnh học là học là để nắm hiểu được nội dung và có phương pháp làm bài thì à, chúng ta kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì tăng làm được để các bạn chú ý thí dụ như câu 12 tổ chân phố được tổ chức ở đơn vị hành chính nào à, phương án A là thị trấn Phương án B là phường Thị trấn, xã Như vậy phương án B có 3 giá trị phương án C phường thị trấn có hai giá trị phương án D phường thì ở đây chúng ta thấy là tổ dân phố được tổ chức ở dưới đơn vị hành chính nào thì căn cứ điều 2 thì chúng ta kích chuột nhấn trái chuột vào file chúng ta tìm đến điều 2 Đó, thì nãy tôi đã giải thích cho các bạn rồi thì căn cứ điều 2 như vậy là tổ dân phố được tổ chức ở phường thị trấn dưới phường thị trấn là tổ dân phố Đấy, cái định nghĩa rất rõ ràng à, dưới phường là một giá trị thị trấn là một giá trị à, là tổ dân phố Đấy, cho nên chỉ, chỉ chuột vào dấu trừ để cho nó thu nhỏ lại nên nó trái chuột chỉ chuột vào dấu chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nó trái chuột thì nó thu nhỏ lại thì căn cứ vào điều 2 là tổ dân phố được tổ chức dưới chú ý chữ dưới nhé dưới đơn vị hành chính nào đơn vị hành chính phường thị trấn cho nên phương án a thị trấn thì cũng đúng à, phương án b phường thị trấn và xã thì có chữ xã là phần là giá trị sai có ý, có ít nhất một giá trị sai thì phương án đó là sai phương án d là phường thì cũng đúng nhưng phương án c có hai giá trị phường thị trấn thì nó bao 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 trùm cả phương án a là thị trấn, phương án D là phường. Cho nên phương án A đúng, phương án D đúng, phương án C đúng. Nhưng mà C đúng hơn A và hơn D. Tức là C nó bao trùm cả phương án A và bao trùm cả phương án D. Cho nên phương án chúng ta phải chọn phương án C, phường thị trấn. Nó bao trùm cả phương án thị trấn và phường của A và D. Đáp án đúng đây là phường thị trấn. Đấy các bạn chọn rơi vào câu này là phương án chọn phương án đúng hơn cả. Đấy, đấy chúng ta chọn đấy là cái, cái, cái loại câu này là thế đấy. Đó, các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Rất nhiều dạng câu các bạn vào phần mềm để luyện thôi. Thời thời gian nó có hạn. Cho nên thầy sẽ nói đại diện thôi. Thí dụ câu 20, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và phó trưởng thôn tổ phó dân phố phải là người có hộ khẩu ở đâu đó các bạn để ý là có người có hộ khẩu đâu phương án a người có hộ khẩu thường trú ở thôn tổ dân phố phương án b người có hộ khẩu tạm trú và cư trú thường xuyên ở thôn tổ dân phố phương án c người cư trú thường xuyên ở thôn tổ dân phố phương án d người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn tổ dân phố thì hỏi là à, trưởng thôn hay là tổ trưởng dân phố thì phải có hộ khẩu ở đâu Đây đây là một trong những cái tiêu chuẩn à, để được làm trưởng thôn tổ trưởng dân phố thì người đáp án đúng ở đây là căn cứ điều 11 là đáp án đúng đây là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn ở tổ dân phố thì chúng ta căn cứ điều 11 chúng ta kích chuột vào nút trái chuột vào để mũi tên chuột vào hai à, chúng ta nhấn nút trái thì chúng ta di chuyển con trỏ đi tìm điều 11 căn cứ điều 11 mà như vậy vừa học câu hỏi trắc nghiệm tình huống đặt ra để giải quyết tình huống đó là phải căn cứ vào tài liệu nào điều mấy thì chúng ta tra vào đây thì chúng ta chỉ học một lần đầu thôi lần hai là chúng ta phản ứng được ngay À, chúng ta chỉ có tra cứu lần đầu Để chúng ta nắm Thì căn cứ điều 11 Để chúng ta di chuyển con trọ xuống Điều 11 Là tiêu chuẩn trưởng thôn, trưởng phố, tổ dân phố Và phó trưởng thôn phố, Tổ phó, tổ dân phố Trưởng thôn Tổ trưởng, tổ dân phố Và phó trưởng thôn Tổ phó, tổ dân phố Phải Phải nha Đó văn bản viết rất rõ phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn tổ dân phố à, các bạn chú ý phải có hai à, hai vế thứ nhất là phải có hộ khẩu thường trú à, có người có hộ khẩu thường trú nhưng mà họ lại không thường xuyên ở thôn ở phố cũng không được mà có hộ khẩu thường trú và phải cư trú thường xuyên ở thôn tổ dân phố À, các bạn chú ý cả hai cụm từ trong văn bản rất chặt chẽ đấy. À, chúng ta phải hiểu đúng văn bản muốn làm đúng thì phải hiểu đúng văn bản ra thì sau đó chúng ta mới làm đúng được như vậy có hộ khẩu thường trú và chú ý chữ và à, cư trú thường xuyên ở tổ dân phố đấy thì có có trường hợp có hộ khẩu thường trú nhưng mà họ lại không ở thường xuyên ở tổ dân phố thì không không thỏa mãn cái điều này à, các bạn chú ý à, chỉ vô dấu trừ nhân nó trái <laughs> thì như vậy người có hộ khẩu thường trú ở tổ dân phố thì là nó mới đúng một vế thôi người có hộ khẩu tạm trú thì bị loại trừ phương ngân c người có người cư trú thường xuyên ở thôn tổ dân phố thì đây cũng mới có một vế thôi người có hộ khẩu thường trú và Cư trú thường xuyên Ở thôn tổ dân phố Như vậy phương án D đầy đủ hơn cá Đúng hơn cá Thì chúng ta phải chọn phương án D <laughs> Đấy các bạn chú ý là Phải Luyện <laughs> Trên phần mềm Đó Bây giờ sang cái câu tiếp theo Tên gọi chung của thôn là Phương án A Làng ấp Bán Bun Bon Phương án B là làng ấp bản Mỗi phương án có nhiều giá trị Thì phương án C làng ấp bán Bun Bon Hun Sóc Phương án D là Bun bán Bon Hun Sóc Thì căn cứ điều 2 Thì các bạn kích chuột vào file Các bạn tìm đến điều 2 Đó thì điều 2 thì căn cứ vào để giải quyết câu hỏi này chúng ta phải căn cứ vào điều 2. như vậy thôn làng ấp bản bun bon phun sóc gọi chung là thôn gọi như vậy là làng ấp bản bun phun sóc phun à, gọi chung là thôn à, và thôn nữa thế thì uh, gọi chung với từ thôn thì như vậy phương án C làng ấp bản Buôn bôn, bôn Phun sóc thì nó bao trùm cả phương án các phương án A B D. cho nên chúng ta chọn phương án C là đầy đủ hơn cả đấy các bạn chú ý à, à, tương tự như vậy thì chúng ta để ý là câu 23 đơn dưới đơn vị hành chính cấp xã là ở đây dùng cấp xã nhé, cấp xã thì chúng ta để ý cấp xã thì gồm có phường, thị trấn à, và xã. Như vậy dưới đơn vị hành chính cấp xã, thì phương án A là thôn, phương án B là tổ dân phố, phương án C là thị xã, phương án D là thôn, tổ dân phố thì chúng ta thấy cấp xã thì bao gồm cả thôn và tổ dân phố cho nên chúng ta chọn phương án D thôn tổ dân phố thôn thì nó đúng với xã tổ dân phố đúng với thị trấn phường đó thế còn cái thị xã đây chúng ta để ý phương án C có chữ thị xã thị xã nó là đơn vị hành chính cấp huyện thì nó tương đương với cấp huyện À, các bạn à, cung cấp thêm thông tin cho các bạn thị xã là nó tương đương với à, cấp huyện cấp à, tương đương với huyện quận huyện thị xã thì nó gọi là à, cấp huyện rồi chúng ta để ý chữ thị xã đây phần mềm hướng dẫn các bạn cấp xã là gồm có xã phường thị trấn đấy cho nên là dưới đơn vị hành chính cấp xã thì sẽ là thôn tổ dân phố đấy, là cái cái từ viết chung như vậy thì các bạn chờ chú ý à, Tương tự như vậy Một loạt các câu khác Thì các bạn đăng nhập vào phần mềm để học thôi Đó Thí dụ như câu 31 Trường thôn Tổ trưởng dân phố Có nhiệm kỳ là bao nhiêu năm Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thống nhất Và phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương Phương án B là 5 năm Phương án C là 2 năm rưỡi Phương ngắn D là 2 năm rưỡi hoặc 5 năm. Phương ngắn D là 3 năm. Như vậy phương ngắn A là 5 năm, phương ngắn B là 2 năm rưỡi, phương ngắn C 2 năm rưỡi hoặc hoặc 5 năm. Phương ngắn D là 3 năm. Thì căn cứ vào điều 12, chúng ta lại kích nhấn nút trái chuột vào biểu tượng file. Chúng ta tìm đến điều 12. Đó. Chúng ta tìm đến điều 12 đây. Đó, 11 điều 12. Đó. Chúng ta tìm 12 khoản 2 Nhiệm kỳ của trưởng thôn tổ trưởng dân phố Và à, phó trưởng thôn phó tổ trưởng dân phố Thì tại khoản điểm A khoản 2 điều 12 Trường thôn tổ trưởng dân phố có nhiệm kỳ 2 năm rưỡi hoặc 5 năm Đó. Các bạn để ý có chữ 2 năm rưỡi hoặc 5 năm À, do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy ban nhân dân cấp tỉnh nha chú ý không phải là cấp huyện mà cấp tỉnh quy định thống nhất và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương à, chúng ta thu nhỏ lại như vậy 5 năm hai năm rưỡi thì chúng ta phải chọn phương án C hai năm rưỡi hoặc 5 năm có chữ hoặc ở đây thì nó bao trùm cả phương án A 5 năm và phương án B hai năm rưỡi 3 năm là sai cho nên chúng ta chọn phương án C 2 năm rưỡi hoặc 5 năm. À, các bạn chú ý. À, thì câu 32 là xác định phương án sai. Phương án A là thôn tổ dân phố là đơn vị hành chính. Phương án B, thôn tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng cư dân à, có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một đơn vị hành chính cấp xã. Phương án C dưới đơn vị hành chính cấp xã à, là thôn tổ dân phố. Phương án D thôn tổ dân phố không phải là đơn vị, không phải là một cấp hành chính. Thì căn cứ điều 2 thì các bạn kích chuột vào file thì các bạn thấy là căn cứ vào à, điều 2 các bạn để mở cái file lên thì các bạn lại à, học lần đầu thôi thì các bạn để ý căn cứ khoản 3 là căn cứ khoản 3 thì đây tìm phương án sai thì có hai cách cách một chúng ta tìm ra được một phương án có nội dung sai với tài liệu luôn cách hai chúng ta tìm ra ba phương án có nội dung đúng như tài liệu dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại sẽ là phương án có nội dung sai Đó, các bạn chú ý như vậy thế thì uh, chúng ta làm hai cách thì cái cách thứ thứ hai là chúng ta tìm ra ba phương án đúng thí dụ phương án B thôn tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng à, dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một đơn vị hành chính cấp xã là đúng có nội dung đúng phương án c dưới đơn vị hành chính cấp xã là thôn tổ dân phố là nội dung đúng phương án d thôn tổ dân phố không phải là một cấp hành chính là có nội dung đúng như vậy ở đây b c d là ba phương án có nội dung đúng suy ra phương án còn lại là phương án a Thôn tổ dân phố là một đơn vị hành chính Là có nội dung sai Cho nên thôn tổ dân phố là một đơn vị hành chính Là có nội dung sai Cho nên đây chính là lựa chọn trả lời cho câu hỏi này Đó Thì à, Đối với cách 2 Thì sau khi các bạn học cách hai rồi Thì đối với cách một thì các bạn chỉ ngay ra được một phương án Có nội dung sai với tài liệu À các bạn thấy tuyệt vời không ạ Rất tuyệt vời À như vậy các bạn À muốn đăng nhập vào phần mềm để học thì chúng ta kích để học các câu hỏi khác à, chúng ta kích chuột vào mục số 1 à, kích chuột vào mục số 1 à, chúng ta nhấn nút trái chuột vào góc phải trên cùng màn hình nhấn nút trái chuột để chúng ta chọn cái thực đơn thoát và chúng ta thoát ra khỏi phần mềm và chúng ta kết thúc à, phần mềm à, như vậy bài giảng hôm nay đã kết thúc à, xin chúc các bạn thành công